Dạ, kính chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay lại trở lại kênh của Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay sẽ giao lưu tiếp theo cuộc cho cô chú anh chị mình xem những cặp mai Sibon Sài Gòn, cặp những cặp mini ha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo cái clip trước ha. Cái này là cặp này là 14 ở 13H luôn ạ. Cái này là cao là 43 luôn ạ. Tán ngang là 35 luôn nha. Cái hình cũ là được 6,5-96 nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có nước lũ rất là nhiều ha. Cây nào cũng có củ đế được xử lý ha cô chú anh chị ha. Cây nào cũng được xử lý đế hết rồi ha. Nước lũ thì chi chít luôn ha cô chú anh chị. Cặp này là cặp 13H ạ. Em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem một chồng ha. Dạ, cặp này em xin Zalo là giá chỉ có 220.000 bao phí vận chuyển toàn quốc không nha cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là cây 14H luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 44 luôn ạ. Tán ngang là 30 luôn nha. Cây bên đây là tán ngang là được 44 luôn ạ. Tán ngang là được 51 luôn ạ. Cây nào cũng nút nổ rất là nhiều ha. Cây này là dáng long luôn, đi lên luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ, cặp này em xin Zalo giá cũng chỉ có 220.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo cây cặp 15H nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 39 luôn ạ. Tán ngang là 34 luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có nút nổ rất là nhiều ha. Cây nào cũng được xử lý đế hết rồi ha. Dạ, cây bên đây là cao là được 44 luôn ạ. Tán ngang là được 36 nha cô chú anh chị. Dạ, cặp này em xin Zalo là giá chỉ có là 200.000 thôi, em bao phí chuyển toàn quốc luôn nha. Tiếp theo là cặp 16H nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45 luôn ạ. Tán ngang là được 40 luôn nha. Mười bảy đó nha cô chú anh chị. Cặp này có cái củ đế nha, quá trời bự rồi cô chú ơi. Cái hình củ bên đây là 13 luôn, một cặp toàn đều luôn nha cô chú anh chị. Quay một chồng cho cô chú anh chị mình xem ha. Dạ, cặp này em xin Zalo là giá chỉ có 250 giúp em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là cặp 17H luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45 luôn ạ. Tán ngang là 37 luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có nút nổ rất là nhiều ha. Cái này là đi lấy là sao luôn nha cô chú anh chị ơi. Hai cây đều tàn với nhau ha. Cây bên đây cao là 49 luôn ạ. Tán ngang là 34 luôn nha. Dạ, cặp này xin Zalo giá chỉ có 240.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây 18H luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 35 ạ. Tán ngang là 35 nha cô chú anh chị. Mình đế là được 6 luôn ạ. Mình cũ là được 13 nha cô chú anh chị. Một cặp lùng là cung nha cô chú anh chị ơi. Cặp lùng là cung ha. Củ đế thì quá trời quá đất luôn ha. Nút nụ thì khỏi phải chê cô chú anh chị. Dạ, cặp này em xin Zalo là giá chỉ có là 250.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Một cặp lùng lực ạ. Dạ rồi, tiếp theo là một cặp siêu nụ luôn nha cô chú anh chị, cặp 19H ạ. Cái này cao là 43 luôn ạ. Tán ngang là 35 luôn nha. Nước nụ thì rất là nhiều đúng không ha. Cây bên đây cao là 44 luôn ạ. Tán ngang là 38 luôn nha cô chú anh chị. Nước nụ rất là nhiều ha. Đó, một cây toàn đều gì ha, một cặp dảo siêu nụ ạ. Cặp này xin Zalo giá chỉ có 250.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Tiếp theo là mã 20H luôn nha cô chú anh chị. Lại là một cặp siêu bông ơi, siêu nụ luôn nha. Cao là 35 luôn ạ. Tán ngang cũng là 35 luôn ạ. Mình đế là được 6 luôn nha cô chú anh chị. Đâu cũng muốn nụ rất là nhiều luôn ha. Cặp 20H luôn ạ. Một cặp
siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Cặp này em xin giao lưu là giá chị cũng chỉ có 240 nghìn ba cùng chuyển toàn quốc luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo là cây 21H luôn nha cô chú anh chị, một cây siêu lông Sài Gòn lá lớn luôn ha. Cái này là cao là 47 luôn ạ. Tán ngang là 37 luôn nha cô chú anh chị. Cái hình thân nó được 7 luôn ạ. Đây nó có củ nổi dưới luôn ha. Đó, nước nụ thì cũng rất là nhiều ha, nước nụ chi chít luôn ha cô chú anh chị. Và cây này xin giao lưu là giá chỉ có là 240 nghìn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đây. Tiếp theo là cây 22H luôn nha cô chú anh chị ơi. Cao là được 38 luôn ạ. Tán ngang là 37 luôn nha cô chú anh chị. Ngang 38. Cái hình cũ là được 9 luôn nha cô chú anh chị. Cây nào nút nụ cũng rất là nhiều luôn nha. Đó, cây nào cũng nút nụ rất là nhiều. Cây này em xin giao lưu là giá chỉ có 250 chút ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây 20 cây này là cây 23H luôn nha cô chú anh chị. Cao là 46 luôn ạ. Tán ngang là 35 luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ là được 7 luôn ạ. Cô chú anh chị mình xem coi cái cũ đó ha. Cũ quái luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng nút nụ rất là nhiều luôn ha. Cái này em xin giao lưu là giá chỉ có 220 nghìn bao phí vận chuyển toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Được rồi, tiếp theo là cây 24H luôn nha cô chú anh chị. Cao là 44 luôn ạ. Tán ngang là 45 luôn nha. Cái hoành bế của nó là được 7 ạ. Còn cái hoành cũ của nó là được 15 luôn nha cô chú anh chị. Chú anh chị xem ha. Đế quái luôn ha. Dạ, cái này em xin giao lưu là giá chỉ có 230 nghìn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cuối clip em kính mong quý cô chú anh chị ủng hộ em thiệt là nhiệt tình nữa ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em thời gian qua. Dạ, cô chú anh chị xem clip của em mà hợp nhãn cây nào á, giá cả hợp lý á, thì liên hệ với em là số điện thoại là 0392974927, cũng là số Zalo của em luôn ha.